Hiện nay tôi đang đứng trên đỉnh núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh, rất hân hạnh được quay lại trên đỉnh núi sau bao nhiêu thời gian đã xa cách, cũng hơn 10 năm rồi. Bây giờ quay lại thì cảnh vật ở nơi đây thay đổi rất là nhiều. Xin chào quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng tôi trải nghiệm một cuộc hành trình lên đỉnh núi Bà Đen. Trước tiên, khi lên núi, bạn phải xác định đến để du lịch, đi cúng hương chùa hay đến với thánh đường Cao Đài, thì chọn để có thể đi và đến đúng cái ý định và cái đích mình đến. Trong chương trình này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cách đầu tiên, đó là du lịch. Đầu tiên, bạn đến quầy vé, giá vé cho một người lớn là 350.000 đồng, cộng 10.000 đồng tiền vé vào cổng. Tại đây, bạn được hướng dẫn viên du lịch đưa bạn vào nhà ga để lên cáp treo và vượt núi. Hình ảnh các bạn đang xem hiện là lúc mới bắt đầu xuất phát. Trên cáp treo, hình ảnh bên dưới dần dần được mở ra, nhìn xuống trông thật là đẹp. Được đu đưa trên cáp, từ từ kéo lên đỉnh núi, thật là tuyệt vời. Trên cáp, thì tại đây, các bạn có thể nghe thấy âm thanh của núi rừng, như tiếng ve kêu, tiếng chim hót và cái tiếng của thú rừng hoang dã đùa chạy giỡn với nhau. Thì cũng sẵn tiện đây, xin giới thiệu sơ lược về núi Bà Đen. Núi Bà Đen thuộc địa phận của xã Thanh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nơi đây cách trung tâm thành phố khoảng 11 km về phía đông bắc. Với độ cao lên đến 986m, ngọn núi này được mệnh danh là nóc nhà của Nam Bộ. Vào những ngày nhiều mây, khung cảnh du lịch được du khách ví von như tiên cảnh chốn Bồng Lai. Khu du lịch còn hấp dẫn du khách bởi một không gian văn hóa tâm linh, quần thể kiến trúc, chùa chiền, miếu điện và quần thể hang động thật là độc đáo. Tất cả trải từ chân núi lên sườn núi và đến tận đỉnh núi. Thì khoảng chừng chưa đầy 10 phút từ chân núi, hiện mình đang có mặt chuẩn bị giáp với đỉnh núi và vào nhà ga trên đỉnh núi.
Tại khu du lịch núi Bà Đen,
có 3 ga cáp treo đưa khách du khách từ chân núi lên đỉnh, gồm có một là ga Bà Đen với kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng ba ngọn núi gần nhau là núi Bà, núi Heo, núi Phụng. Nơi đây từng được công nhận là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới. Ga thứ hai đó là ga Chùa Hang với kiến trúc lấy cảm hứng từ chùa Bà Đen và chùa Hang với kiểu mái đao độc đáo. Ga thứ ba đó là ga Vân Sơn với kiến trúc lấy cảm hứng từ tòa Thánh Đạo Cao Đài và vật liệu chính gồm đá sandstone, kính màu khiến không gian hiện lên như một bức tranh lập thể đa sắc. Thì bức tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn được đúc bằng 170 tấn đồng. Đây là đồng đỏ với chiều cao là 72 mét, cũng là một điểm nhấn nổi bật của khu du lịch núi Bà Đen. Bên trong khối đế chân tượng có các phòng trưng bày và triển lãm nghệ thuật Phật giáo cho du khách tham quan. Thì tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng những hình ảnh về và những tượng Phật về lịch sử lâu đời của Phật giáo. Trên núi Bà Đen được ví như là Đà Lạt của miền Đông Nam Bộ với thời tiết mát mẻ và không khí trong lành. Qua một ngày đêm trên núi thì các bạn có thể cảm nhận được thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông trôi qua cũng trong một ngày thì thật là thú vị, phải không ạ? Hiện giờ là tôi đang ở trên tầng thứ ba, tức là gần tầng cuối cùng của trên đỉnh núi. Thì quý vị cùng theo dõi những hình ảnh tới trực tiếp ở đây.
khai.